Những năm gần đây do giá cả các loại nông sản lên xuống thất thường khiến cho sản xuất của nông dân gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng này, một số hộ đã chuyển đổi từ sản xuất chuyên biệt sang mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt để đảm bảo thu nhập ổn định, ghi nhận tại địa bàn của huyện Long Thành. Trước đây, thu nhập của gia đình bà Nguyễn Thị Thanh Kiều ở ấp Sa Cá, xã Bình An chủ yếu dựa vào nuôi heo với số lượng duy trì hơn 100 con. Có thời điểm kinh tế gia đình khá sung túc, nhưng đôi khi cũng lao đao khi heo bị rớt giá. Về sau, cùng với nuôi heo, bà Kiều quyết định chuyển trồng 1,5 hectare cây cao su, 1 hectare chôm chôm và nuôi thêm gà thả vườn. Chính mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt này đã giúp gia đình bà có được nhiều nguồn thu nhập ổn định. Lý do là tôi nuôi heo và đồng thời là trồng chôm chôm cũng như là cao su. Nếu mà su còn rớt giá thì mình còn chôm chôm và heo mình bù lại. Nếu mà heo rớt giá thì mình cũng còn su và chôm chôm mình bù lại. Nếu nuôi một con vật hay là trồng một loại cây mà lỡ nó mắc thấp giá thì mình sẽ mắc trắng. Cho nên mình phải trồng trọt, chăn nuôi và cho nó được hài hòa. Mỗi năm hiện nay thì tổng thu nhập các nguồn của gia đình tôi là từ heo, cao su cũng như là chôm chôm từ 100 đến 200 triệu. Theo Hội Nông dân huyện Long Thành, mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt đang được nhiều hộ nông dân áp dụng, hình thành nên những trang trại kiểu mẫu ở các xã Bình Sơn, Bình An, Cẩm Đường, Lộc An, Bầu Cạn. Tùy theo diện tích đất mà bà con lựa chọn những cây trồng vật nuôi phù hợp. Cụ thể, những hộ có diện tích đất lớn sẽ nuôi heo, gà, bò, cá, kết hợp trồng cao su, tiêu, cây ăn trái. Đối với diện tích đất nhỏ, sẽ nuôi thỏ, bồ câu, dê, kết hợp trồng rau, hoa lan, nấm rơm trong nhà kính. Thực tế cho thấy, các hộ thực hiện mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt ít bị ảnh hưởng thu nhập so với những hộ chuyên trồng một loại cây hay nuôi một con vật khi giá cả nông sản biến động mạnh. Ngoài ra, mô hình này còn mang lại nhiều lợi ích khác trong quá trình sản xuất, đặc biệt là bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Quá trình phát triển mô hình chăn nuôi thì kết hợp với trồng trọt thì sẽ giúp cho bà con chúng ta để sử dụng các cái nguồn phân bón cho cây trồng. Thứ nhất là giúp để giảm cái chi phí đầu vào trong quá trình sản xuất. Thứ hai nữa là không có sử dụng là phân hóa học, mà thay vào đó thì bà con sẽ sử dụng cái phân chuồng, cái phân hữu cơ sẽ giúp tái tạo được cái dinh dưỡng đất, giúp cho cây phát triển lâu dài hơn. Đồng thời để tạo ra cái sản phẩm nông nghiệp xanh, sạch và an toàn, giúp đảm bảo sức khỏe cho cái người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Hội Nông dân huyện sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng trọt cho nông dân các xã nhằm giúp cho bà con duy trì thu nhập ổn định, sản xuất phát triển bền vững hơn so với kiểu sản xuất chạy theo phong trào phát triển ồ ạt khi vật nuôi này, cây trồng kia được giá bán.